Ủy ban nhân dân huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa cho biết, mặc dù đã lấp hơn 1.000 mét khối đất đá xuống khu vực sụt lún tại thôn 2, xã Quý Lộc, nhưng mới đây tình trạng sụt lún lại tái diễn và có mức độ ngày càng nghiêm trọng, khiến nhiều người dân sống xung quanh khu vực này hoang mang lo lắng. Vị trí tái sụt lún nằm sát mép đường bê tông liên thôn tại xã Quý Lộc, diện tích của hố sụt mới rộng 2 mét vuông, sụt theo dạng hình tròn. Vị trí sụt sâu nhất so với mặt đất khoảng 50 cm, vị trí sụt thấp nhất khoảng 20 cm. Hố sụt mới đã phá vỡ lớp bê tông thảm trên bề mặt đã được san lấp vào ngày 13 tháng 11, làm cho lớp bê tông này đứt gãy thành nhiều miếng nhỏ. Ủy ban nhân dân huyện Yên Định đang theo dõi và có thể sẽ cho lớp hố mới sụt trong vài ngày tới. Trước đó, vào 4 giờ sáng ngày 28 tháng 10, người dân thôn 2, xã Quý Lộc hoảng hốt khi chứng kiến một khu đất rộng bị sạt lở sát 4 nhà. Ngay sau đó, 4 hộ dân đã được sơ tán để tránh gây thiệt hại nghiêm trọng. Theo kết quả khảo sát của hai đoàn công tác thuộc Viện Mỏ Địa chất và Tổng cục Mỏ Địa chất và Khoáng sản thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, thì tại khu vực này phát hiện một hang động caster rộng tới 12 mét và sâu 25 mét.